Thông báo tuyển dụng kênh truyền hình thiếu nhi sau khi tuyển cần tuyển một diễn viên đã có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm, một biên tập viên đã có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm, ưu tiên những ứng cử viên sử dụng thành thạo văn phong Việt Nam đã từng viết kịch bản về thiếu nhi. Lương Hòa Thuận, địa chỉ nộp hồ sơ 153/15 Chu Lĩnh, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 08 3930 6074, hạn chót nộp hồ sơ 30/7/2012.